Lan Hương xin kính chào quý vị khán giả của kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh thời sự mới nhất sau đây. Ukraine nhận tin xét đánh khi Nga điều 7 xe tăng trở tân binh đến giải vây cho thành phố chiến lược ở Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, 7 xe tăng Nga cùng với các binh sĩ mới nhập ngũ đã được triển khai tới thành phố chiến lược Liman ở tỉnh Donetsk vào ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, hai trong số họ đã gặp nạn trên đường đi. Ngoài ra các kiếp lái vừa được thành lập đã không trải qua khóa huấn luyện hỏa lực phù hợp để sử dụng được các loại vũ khí xe tăng tiêu chuẩn. Cũng có thông tin cho rằng 2.000 lính nghĩa vụ mới được điều động từ Crimea đã được triển khai từ Sevastopol tới tỉnh Kherson. Hơn nữa các chính ủy quân sự tại Crimea đã nhận được lệnh ưu tiên tuyển mộ những người Tata Crimea và hàng ngũ quân đội Nga. Họ đang được phân công vào các vị trí chiến đấu để tham gia vào các khu vực có giao tranh khốc liệt nhất. Trước đó, các phương tiện truyền thông cho biết Nga đang phải đối mặt với một thất bại đáng kể ở miền đông Ukraine khi các bản đồ chiến trường cho thấy quân đội của nước này đang bị quân đội Ukraine bao vây ở thành phố Liman. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo mới nhất rằng các đơn vị Ukraine đang tiến chậm về phía sông Oskin và Siversky Donetsk. Chuyên gia chiến tranh trường King College ông Mai nhận định rằng quân đội Ukraine đang thúc đẩy các cánh quân tiến về phía đông bắc Liman để buộc Moscow phải bảo vệ một giao lộ đường sắt quan trọng trong khu vực. Sau đó quân đội Ukraine sẽ mở cuộc bao vây lớn hơn nhiều để tóm gọn toàn bộ lực lượng Nga, theo Newsmark. Ukraine gánh thiệt hại khổng lồ sau 7 tháng đối đầu với Nga Ngày 30 tháng 9, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu EBRD cập nhật báo cáo mới nhất về sự suy giảm của nền kinh tế Ukraine trước tình hình chiến sự leo thang trong xung đột với Nga. Quy mô kinh tế Ukraine bị cảnh báo sẽ giảm 30% trong năm nay. Thiệt hại nặng nề, Báo cáo của EBRD đánh giá nền kinh tế Ukraine đang bị xung đột đẩy vào một giai đoạn không xác định. Dù các hoạt động quân sự trong những tháng gần đây đã trở nên cục bộ hơn, chỉ diễn ra ở khu vực trọng điểm chiếm khoảng 20% GDP kinh tế Ukraine, song sự tàn phá với thị trường vốn nhân lực, cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất vẫn rất lớn. Khoảng 15% dân số Ukraine đã rời khỏi đất nước từ giữa tháng 8, trong khi 15% khác phải liên tục di tản qua các vùng khác nhau trong nước theo tình hình chiến sự hoạt động kinh tế bị gián đoạn nghiêm trọng ngay cả ở những vùng không có giao tranh do tắc nghẽn nguồn cung thách thức về hậu cần khó khăn tài chính và thiếu lao động thích hợp việc nga phong tỏa các cảng cản trở xuất khẩu nông sản và việc nhiều cơ sở sản xuất thép ở phía đông ukraine bị hư hại do chiến sự đã làm suy giảm hai mặt hàng xuất khẩu chính của ukraine vốn chiếm gần một nửa tổng doanh thu xuất khẩu trước chiến tranh GDP Ukraine trong quý 1 2022 giảm 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục giảm 37,2% trong quý 2 khi các cuộc giao tranh bị đẩy lên tình trạng khốc liệt nhất. Lạm phát tăng lên 23,8% vào tháng 8 so với tháng 8 năm 2021 do nguồn cung bị gián đoạn và thâm hụt tài khóa tăng vọt. Bên cạnh đó, việc Ukraine đang phải phụ thuộc nhiều vào tài trợ tiền tệ do thâm hụt tài chính và trượt giá đồng Ripnia đáng kể đã làm cạn 20% dự trữ ngoại hối tính đến tháng 7 dù Ukraine đã và đang thực hiện các biện pháp kiểm soát vốn. Điều đó đã thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Ukraine tăng lãi suất từ 10% lên 25% vào tháng 6 và hạ tỷ giá hối đoái của đồng Ripnia so với đồng đô la Mỹ thêm 20% vào tháng 7. Tình hình lúc này theo đánh giá của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB là đang có dấu hiệu cải thiện, một phần là nhờ dòng tiền của phương Tây đổ vào nhiều hơn trong tháng 8 và tháng 9, do đó dự trữ ngoại hối đã bù đắp được một khoản lỗ vào cuối tháng 8. Việc nối lại các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ một số cảng gần đây cũng có thể là những yếu tố tích cực cho hoạt động kinh tế Ukraine trong thời gian còn lại của năm 2022. Tuy nhiên, ECB cho rằng rủi ro kinh tế vẫn còn rất cao tùy thuộc vào thời gian và cường độ của cuộc xung đột. Sẽ cần bao nhiêu tiền để tái thiết Ukraine? Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới VKB được chính quyền Ukraine và Ủy ban châu Âu công bố mới đây, việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã gây thiệt hại trực tiếp ước tính hơn 97 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và sẽ cần tới 350 tỷ đô la Mỹ để tái thiết. Con số này tương đương khoảng 1,6 lần GDP 200 tỷ đô la Mỹ của nước này vào năm ngoái. Việc 1 phần 3 dân số Ukraine phải liên tục di tản do chiến sự cũng sẽ làm tăng tỷ lệ nghèo đói của các nước này lên 21% so với mức 2% trước chiến tranh. Trong 350 tỷ đô la Mỹ ước tính cần để tái thiết, Ukraine sẽ cần 105 tỷ đô la Mỹ ưu tiên giải quyết các hạng mục cấp bách như xây dựng lại hàng ngàn trường học và hơn 500 bệnh viện bị hư hại hoặc bị phá hủy. Ukraine cũng phải gấp rút sửa chữa nhà cửa, khôi phục hệ thống sưởi và mua khí đốt để người dân đối phó với mùa đông. Báo cáo của VKB lưu ý, những con số nêu trên có thể sẽ tăng lên nếu chiến sự kéo dài. Ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev cần cam kết từ các nước tài trợ rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp 5 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng cho tới năm sau. Giám đốc quốc gia khu vực Đông Âu của VKB, Arup Baneri, đồng ý với nhận định của Ukraine sẽ cần bên ngoài giúp đỡ cho đến năm 2023. Theo ông, tốc độ tái thiết phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của cuộc chiến và khả năng của Ukraine trong việc tận dụng nguồn viện trợ nước ngoài. Dư luận Nga chia rẽ vì lệnh động viên Trong khi nhiều người ở thành phố lớn tìm cách ra nước ngoài để né lệnh động viên, Ilya sống ở vùng xa xôi tại Siberia, tình huyện nhập ngũ. Ilya đi làm về hồi đầu tuần, vợ anh đang chờ ở nhà, trên tay cầm giấy gọi nhập ngũ. Ilya nhanh chóng thu dọn hành lý để đến điểm tuyển quân ở Ikus, thành phố bên hồ Ban Căng thuộc vùng Siberia. Tài xế xe buýt 27 tuổi nói qua điện thoại từ một thao trường gần Rostov, thành phố phía nam của nước Nga. Khi tổ quốc gọi, ta sẽ đáp lời. Tôi quyết định không né lệnh động viên và sẽ lên đường bảo vệ tổ quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21 tháng 9 phát lệnh động viên một phần nhằm huy động khoảng 300.000 quân dự bị cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Lệnh huy động khiến nhiều người trong độ tuổi nhập ngũ tìm cách rời khỏi nước Nga để không phải tòng quân. Ảnh vệ tinh cho thấy những đoàn xe xếp hàng dài 16 km tại cửa khẩu Nga với các nước láng giềng. Nhiều người vợ, người mẹ gạt nước mắt, chia tay chồng con nhập ngũ. Nhưng cũng có những người như Ilya tình nguyện tòng quân sẵn sàng lên xe tới trung tâm huấn luyện trong hành trình có thể là chuyến đi một chiều. Denis Volkov, chuyên gia của trung tâm Levada, công ty khảo sát độc lập có trụ sở tại Moscow cho hay, những hình ảnh trái ngược đó cho thấy sự phân cực ngày càng lớn trong dư luận Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Volkov nói, lệnh động viên sẽ khiến tình trạng chia rẽ ở nước Nga sâu sắc hơn. Những người sống ở các đô thị lớn, hiện đại tại miền Tây đất nước muốn rời đi sau lệnh động viên, nhưng nhiều người có quan điểm ngược lại. Họ thường là những người sống ở vùng nông thôn, có trình độ giáo dục thấp hơn, điều kiện kinh tế kém hơn và phụ thuộc vào nhà nước nhiều hơn. Kết quả khảo sát do Trung tâm Levada công bố ngày 28 tháng 9 cho thấy tỷ lệ người Nga hoàn toàn hoặc phần nào ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin tại Ukraine đã giảm xuống từ khi ông Putin phát lệnh động viên nhưng vẫn ở mức 72%. Trong khi một số nhà quan sát nghi ngờ kết quả thăm dò dư luận của trung tâm Levada, Volkov cho rằng số liệu này đáng tin cậy và suy nghĩ của người Nga khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Ông cho hay nền tảng ủng hộ chính của quân đội Nga là nỗ lực tuyên truyền rằng Nga đang tham gia vào một cuộc chiến lớn hơn với NATO và Mỹ, vốn được truyền tải hàng ngày trên đài truyền hình quốc gia. Trong các cuộc phỏng vấn và thăm dò, nhiều người Nga tin rằng đất nước đang bị phương Tây bao vây và Điện Kremlin không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa quân vào Ukraine. Liud Mila, vợ của Shaggy, người nhận lệnh tòng quân hồi đầu tuần nói, Chồng tôi không chỉ chiến đấu chống Ukraine mà còn cả NATO, chúng tôi không có nhiều đồng minh. Từ khi ông Putin phát lệnh động viên, một số phụ nữ Nga đã lập các nhóm trên Telegram chia sẻ cách giữ liên lạc với chồng, người yêu hay con trai khi họ tòng quân. Lyudmila, người điều hành một nhóm như vậy nói: "Tôi rất tự hào về chồng tôi, Nga đang bị dồn vào chân tường, chúng tôi phải đánh trả." Nhưng nhiều đàn ông Nga miễn cưỡng tới trung tâm tuyển quân khi tin rằng họ không thể né tránh lệnh triệu tập, hành vi có thể bị phạt tù tới 10 năm. Igor, một nam thanh niên ở Saint Petersburg, người nhận giấy triệu tập ngày 28 tháng 9 nói rằng Tôi không muốn chiến tranh, nhưng không thể trốn, tốt hơn là đối mặt. Dù nhiều người Nga tiếp tục ủng hộ ông Putin, cuộc thăm dò của trung tâm Levada cho thấy 70% người được hỏi cảm thấy sợ hãi và sốc trước lệnh động viên. Tỷ lệ tín nhiệm ông Putin cũng giảm 6 điểm, mức giảm cao nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Khoảng 1 phần tư đàn ông người Nga dưới 24 tuổi ủng hộ tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Andrei Kolednikov, chuyên gia trung tâm Kanit, vì hòa bình quốc tế, một tổ chức tư vấn của Mỹ cho rằng, số liệu thăm dò mới nhất của trung tâm Levada cho thấy nỗi bất bình ngày càng tăng của người Nga về cuộc chiến tại Ukraine. Sự lo lắng của người Nga về lệnh động viên cũng tăng lên sau khi nhiều tân binh nhập ngũ phản ánh điều kiện sinh hoạt kém tại trung tâm huấn luyện. Một số người cho hay, họ phải ngủ trên sàn nhà vì doanh trại quá đông. Một số tự bỏ tiền túi mua trang bị cho bản thân, từ áo chống đạn tới thảm ngủ và quần áo giữ nhiệt. Tatiana, giáo viên thành phố Chelyabinsk, Tây Nam nước Nga nói. Chúng tôi chi hơn 460 đô la Mỹ bằng cả tháng lương của tôi để chuẩn bị cho anh ấy nhập ngũ. Chồng cô nhận lệnh triệu tập trong tuần này. Tatiana cho hay bị sốc vì quân đội không cung cấp những thứ cơ bản cho tân binh nhập ngũ. Cô nói, làm sao họ có thể yêu cầu anh ấy tới đó chiến đấu khi mọi thứ lộn xộn như vậy? Cuộc chiến nên dừng lại. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và luôn ủng hộ kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, hãy nhấn nút đăng ký và nhận chuông báo bên cạnh để nhận được những thông tin mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa, Lan Hương xin kính chúc quý vị mạnh khỏe và bình an. Còn bây giờ, xin hẹn gặp lại!